Đâu, chạy rồi, chạy rồi. Ngủ đấy. Ấy, ngủ rồi. Sợ thật sự, đang... Tôi đang tưởng nó ra nó cắn thôi cơ. Ngồi, đây, ạt đi. Đấy, đấy, có chạy đâu đấy thì chưa. Như không biết gì luôn. Như chưa từng bị cắn. Phê chưa? Cắn có ống nhòm. Cắn có ống nhòm sao con này nó cũng yếu yếu rồi nhỉ? À, chưa ấn cắn. Tôi chưa ấn nút đánh ấy thì nó không có tác dụng. Đây, cắn ống nhòm thế nào? Được hơn 1.000 máu một phát. Nói chung là cũng gọi là ổn. Ui, có con Sako 45 với con Sako 30 ạ. Rồi, các bạn nhìn này. Đồng chưa? Rồi, các bạn nhìn bên dưới nước. Ui, Sako 120. Các bạn nhìn này. Ui, các bạn nhìn. Ui, thề với các ông là nó đông như kiến. Ôi, tôi vẫn còn cầm mấy cái đuốc này. Ok, và hello. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Rồi, mình là Hoàng Giang đây thì... cũng ở hơn một tuần nay là tôi chưa ra được video rồi, thì ngày hôm nay mình sẽ cố gắng để ra một cái video cho các bạn xem nhé. Thì đợt này là do mình bị bệnh quá nên là mình không nói được luôn ấy. Nói chung là chơi còn khó để mà chơi game cơ, không thể nói được, thế nên là cố lắm đấy mới ra được một cái video cho các bạn xem đấy. Tôi thì nãy là uống thuốc xong các kiểu rồi mới bắt đầu lên quay video cho các bạn xem luôn. Đấy, bây giờ hiện tại đã là 8 giờ rồi. Mình đi làm là về, từ đợt này là mình về 5 rưỡi rồi các bạn. Bởi vì đợt này mình vẫn bị mắc Covid, mình vẫn đang dương tính nha các bạn. Thế nên là người ta cho mình về sớm ấy. Nãy tôi lấy cái máy sấy, tôi sấy vào cổ rồi mà thấy méo, rồi giờ nó vẫn ho các bạn ạ. Thề khổ thật sự luôn. Thì tập hôm nay tôi sẽ cố gắng quay một cái clip tầm 50 phút cho các bạn xem nhé các bạn. Đó. Lý do thì nó cũng không có gì đâu, bị Covid thôi, chả vấn đề gì cả. Đợt này có biết không, tôi bị Covid đúng 3 ngày đi làm luôn, đúng 3 ngày là tôi đi làm luôn nhé các bạn. Người vẫn đầu óc rồi nó choáng váng, nó khó chịu cái lùi ra nhưng mà vẫn phải đi làm nhé các bạn. Ô, cái con ghi gan kia nhà mình đâu ấy nhỉ? Đây rồi. Ủa, to chưa? Addison, con này nó chỉ là ở cái mức 50% thôi. Tôi không nuôi được nó luôn ấy, 55% thôi. Nhưng mà nó cái độ lớn của nó mới có 61%, các bạn có thể nuôi được nó mà. Tôi sẽ cho file từ tập sau nhé các bạn. Kết hết tập sau các bạn vào Zalo của mình, các bạn nhắn tin. Tầm buổi tối tối thì các ông vào nhắn tin Zalo tôi xin file nhé. Xin file rồi các bạn gửi Gmail cho mình share file lại. Đó, các ông vào các ông nuôi hộ tôi lốt mấy con này đi. Chứ đợt này là ui, con này táp phát được này, nhưng mà con này 100% rồi. Đó. Đây, hôm trước ở vào game rảnh rảnh làm quả quả thang máy, các bạn thấy uy tín không? Đây, thang máy đây, ấn đây này. Đó, ấn nó lên. Chỗ này thì làm cầu thang sơ sát lắm. Nói chung là nó cũng gọi là ổn. Trên đây có cái ấy này. Có cái tủ lạnh này. Đấy. Uy tín chưa? Tập hôm nay chúng ta sẽ đi bắt cá sấu nhé các bạn. Cá sấu thì mé, nói chung là thề. Tôi chơi ở bên ARKBC ấy. Bắt con cá sấu mà nó cực khổ lắm các bạn ạ. Đi ra cái khu vực đi ra cái khu vực gì nhỉ? Cái khu vực ở đầm lầy ấy. Bên cá sấu bay nó khủng khiếp lắm, nó không như bên mobile đâu. Nó vô nó phát thẳng vào người các ông chết luôn. Má thề. Bên PC nó khủng khiếp hơn bên mobile nhiều, chơi như kiểu game kinh dị ấy. Mấy con khủng long người nó cắn ở hiệu ứng các kiểu khó chịu quá nùi ra. Đó, tập hôm nay thì chúng ta sẽ đi bắt cá sấu nha các bạn. Nhưng mà đặc biệt là bắt cá sấu ở trong hang nha các bạn. Mẹ khó nói thế. Bắt cá sấu trong hang nha các bạn. Đồ rồi, tôi mang X10 có rồi nhỉ. Nói chung là ở đây cần cái lầy. Cái lầy đúng hơn này. À đâu. Cần đã ăn. Thôi cứ mang hai thứ đi. Ủa. Đây các bạn ơi, nãy mình ho quá thế là mình phải ra mình lấy cái máy sấy mình sấy các bạn ạ, chứ không thì chắc tôi liệm mất. Thề với không khó chịu lắm, nó khó thở ấy. Nói chuyện nó khó thở lắm đó, thế nên là mình phải vừa dùng cái máy sấy các bạn ạ. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi bắt cá sấu nha các bạn. Từ từ sao tôi bật cái đồ họa thì sao nó vẫn nóng máy đấy nhỉ. Máy tôi giờ này nó lát hẳn rồi, chơi nhiều phá nhiều quá giờ lát muốn cả máy thôi. Rồi thì mình sẽ đi qua bên
đi qua bên nào? À thôi cứ mang con này đi đi cũng được. Cái khu núi lửa ấy các bạn. Có thấy mấy bạn ngày ngày xưa ấy, mình nhớ có một cái bình luận của một bạn nào là đi vào hang núi lửa bắt hang dưới chân núi lửa bắt con cá sấu để xem nó có tàng hình không ấy. Tôi chưa thử luôn, chưa bắt thử luôn. Mà này tôi thử nhé các bạn, nó mà tàng hình được nó hơi bị uy tín đấy các bạn. Cá sấu nó hơi bị khỏe luôn. Nó có ống úp level nhân giống lên cho nó khỏe cực kỳ luôn đấy các bạn. Mà nó hoạt động được cả buổi sáng nữa các bạn. Còn con Megalo thì nó chỉ buổi tối nó mới hoạt động thôi. Thế nên là có con cá sấu cái thì tôi nói chung là tôi đánh được con Titan úp level được. Nhưng mà nó phải tàng hình cơ. Bắt thú trong hang nó sẽ tàng hình mà. Mấy cái bản cập nhật sắp tới của game này thì tôi cũng đéo biết bao giờ nó mới cập nhật cơ. Thấy bảo cập nhật feed mấy con thú trong hang hết tàng hình ý. Đó, nhưng mà chưa thấy cập nhật gì hết. Rồi. Chơi bản Arcane ABC thì nó nhanh chán lắm các bạn ạ. Nó kiểu gì tôi chơi đã trải nghiệm hết rồi. Chả có cái mịa gì cả. Chỉ có mấy cái mốt là tôi chưa biết là dán mốt vào thôi chứ thật ra thì tôi cũng trải nghiệm hết rồi. Trên PC, không phải trên mobile. Ơi, mẹ tưởng con kia của mình cơ. Nhà mình có con Musa đúng không nhỉ? Con Musa nhà tôi đâu? À đây đây đây. Mà ở trên PC nó đánh được cả thú của mình các bạn ạ. Mày làm gì? Ở trên PC là tôi đánh được cả thú của mình luôn cơ. Ây à, mày tính làm gì? Đó, trên PC tôi đánh được thú của mình nhé, còn ở đây thì không đánh gì đâu. Ở mobile thì nó không đánh gì đâu. Ở đây con nhện này, à con nhện này của tôi. Còn cái yên không? Mất yên rồi. Được rồi, mình sẽ đi vào hang này, chiến luôn đây này. Đâu rồi? Có cái gì để tôi à từ từ đã. Đi vào hang đã. Đợt này không có cái kia, không có cái đuốc đi khó chịu thật. Từ từ đi ra ngoài làm cái đuốc đó. Mẹo nói chuyện khó thở thật. Ra ngoài làm cái đuốc, ra ngoài làm cái đuốc đó. Cái da tháo cái áo này ra đi. Cái áo này nó làm mình như kiểu gì ấy. Đây, cái đuốc. Cái đuốc làm kiểu gì ta? Gỗ mấy cả đá. Đây tôi làm mất hai ba cái đuốc luôn nhá. Nói chung là ở bên PC nó farm ra nhiều đồ lắm, farm x5 x6 cơ. Các bạn chỉnh thời gian tem thú được này, chỉnh thời gian à đâu chỉnh XP kinh nghiệm các kiểu thoải mái luôn. Đó. Còn ở mobile thì các ông không chỉnh gì đâu. Trên PC chơi nó sướng ở cái là nó chỉnh được. Rồi, ok nhá, đi vào bên trong hang để tôi xem nào. Con cá sấu là gần cuối hang nữa, nó có mấy cái khu vực nước ấy. Mẹ nói khó thật đấy. Mình tạm thời không nói lên nhé các bạn. Mẹ cứ hít thở vào rồi nó bắt đầu nó ho. Tôi là tôi bị dính mẹ cả vào phổi rồi. Kiểu ấy sắp liệm thì các bạn ơi. Thề là lại bị Covid sợ chết với rồi. Đợt này bị khó ăn khó uống cơ mày. Tao đợi mày đi qua tao mới chạy qua. Ui dồi ôi, sao mà lại đông thế này. Ui da, em đi xuống cuối hang cơ, em không nên đầu hang đâu. Bây giờ có cắn ở tôi đâu. Ôi không biết con gì đấy, Megalo à. Con này cứ chém cho hai phát chết. Rồi đi qua bên đây nhé các bạn. Cái này có gì không? Ui dồi ôi, có cái áo. Ui. Ai à, à, này 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 này. Đây này, một cá sấu ở dưới này này. Ây da. Ui thôi các anh ơi. Xem nào, tôi đánh một con nào đấy để tôi lấy một ít cung tên nhé các bạn, tôi xả. Xả đạn. Chúng mày vào hết đây. Chúng mày vào đây, chúng mày vào đây. Nhòn. Nhòn. Đây đây đây, có cung tên. Ai rồi? Tiên sư mày. Cung tên đâu? Ui rồi. Cái này đánh nó là bị phản đam đấy. Ai ôi, mất cái quần rồi. Tiên sư rồi mày. Nó bắn cái con mấy cái con rết này nó khó chịu thật sự. Mình để không có đạn đạn tên độc à tên đá cơ. Ôi, cái lối này lối nào nhỉ? À đây có hai con này có tên này.
Xuống đây. Xuống đây. Ôi, cái gì đấy? Mẹ nó cắn cho phát gần liệm luôn đó. Các ông mà chết ấy, à các ông mà bị đi ngủ ấy, thì các bạn cứ yên tâm là thoát game ra vào lại nó sẽ mất hết đấy các bạn. Nó sẽ không bị sao đâu, không ảnh hưởng gì đâu. Đây rồi. Chúng mày liệm rồi. Đó, cái tô bồ nó vẫn bị lên kìa. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Mày Nhon. Ấy, thằng này nữa này. Nhon, 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 Nhon. Bảo bao nhiêu lần rồi. Ui mẹ, con này nó bốn cái ấy, bốn cái cuốc kìa. Đừng có Nhon ở đây. Đánh chết ngay, hiểu chưa? Ở đây có con Megalu, chém chết tôi đi nhé các bạn. Ôi, ui rồi. Ui rồi ôi. Cũng có tên luôn ý. Đâu rồi, tôi đi vào đây để xem thử nào. Đây nha các bạn, ở bên dưới này này. Từ từ đã, mình xử lý mấy con này đã. 1k1. Bọn này nó cắn đau lắm. Ui ôi, bị lũ này. Mày, mày, mày. Đâu rồi còn không? Ui, nó ùa lên đây, nó ùa lên đây. Ui, đông thế. Đợt này không có cá sấu mà toàn Mega Piranha thôi. Ui, có kìa, có kìa, có mấy con bên dưới kìa. Ai ui, hắn đau thế. Bình tĩnh thôi. Ui ôi. Cá sấu này, 120 cấp này. Ôi, đây một con nữa này. Ý, con này có 60 hay sao? Mình chơi chế độ Bruta cơ mà. Ok anh em đây rồi. Lần này mình request con sói qua đây để đi cho nó an toàn các bạn ạ. Nhưng con sói gần điện đến nơi rồi. Thế nên là tôi cứ đi đi. Không sao hết. Chết thì thì to lại có vấn đề gì đâu. Cái bọn này. Tránh ra đạo. Tránh ra đạo. Ui, con này trâu thế. Đánh bọn đấy chỉ tổ phản sát thương vậy thôi. Đánh cái con Z ấy. Đâu rồi? Đừng bảo ra lại em có Z nhé. À cái chỗ này lên. Chỗ này nó có con để tôi xem nào. Mày. Mày Châu này. Đây nhé các bạn. Cái chỗ này chắc chắn nó sẽ có. Nó sẽ có con cá sấu siêu cấp VIP Pro này. Giết hết mấy bọn này đã. Lên đấy, lên đấy, lên đấy. Nào đâu hết rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ui đông này. Đúng rồi, quấy nó lên đây lên. Các bạn thấy chưa? Bát cát luôn tha hồ mà đánh. Đúng rồi, cứ lên hết đây. Đó, thì đáng nhẽ là mình cũng không ra cái video này đâu. Thấy một hai bạn ấy bình luận là anh ra video đi. Đó thế là mình suy nghĩ lại thì mình mới cố ra video cho các bạn xem đấy. Ôi đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, lên đây, đi đây. Ai ôi, lên nhanh thế. Ui giời ơi. Bao nhiêu đây? Từ từ tôi chặn, đứng đây chặn bọn nó đã. Ôi đâu rồi. Từ từ ra lấy con lấy xác con này đã, đó có thịt đùi luôn. Đây này. Ui, ui 60 cấp ạ, vãi nồi. Thấp thế. Ai ui. Ui ôi. Tôi giết con 60 đi nhé các bạn. Mày. Để xem vào cái con. Chắc chắn con kia 120 này. Có hai con nhìn nó quen quen. Ui. 30 cấp. À thế thì nó reset từ level đấy các bạn, nó reset từ level đấy, thế thì mình nó reset từ level đấy các bạn nhìn lại lần nữa này, mình reset từ level đấy, rồi tôi sẽ thì tôi lại tôi xem nào, lần này chẳng thể nào chẳng được một con 200 hoặc là 300 gì đấy các bạn, lãi là tôi đi tôi gặp một con 120 với con 60, bây giờ thì lại gặp một con 60 với cả 30, thế là chứng tỏ reset từ level nói chung là ok cũng được, thế nếu mà đợt này tôi lặng quá là tôi lại phải lên viện thôi.
đi viện xem tình hình thế nào rồi chữa cho nó khỏi đi, với ra video cho nó dễ chứ như này nói chuyện nó khó thở lắm. Nói chuyện thế mới không là nó mẹ nó kiểu nó bị tắc cái gì ở cổ họng ấy, các bạn cứ hít thở vào là nó bắt đầu nó khó chịu rồi nó ho đó, thế nên là bị cái covid này nó rất là khổ. Hết rồi nó sẽ có cái triệu chứng để lại, thế nên là đâm ra nó hết rồi các ông vẫn mệt, hết covid rồi các bạn vẫn cảm thấy nó mệt. Đấy, thế nó mới khó chịu chứ các bạn. Ui giời ơi, cái con rết kia. Xin mày. Xin mày, chú Châu lấy. Ê ôi, nhìn nó cắn. Nhìn nó cắn rồi kìa. À, chúng mày cứ ra đây, tao cắn để tao lấy cái ít cung tên. Đồng cái này. Tôi nhớ lần trước tôi đi, tôi gặp nhiều lắm. Nhiều nhiều với con... Ui ôi. Đây 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 đây, yên tâm sẽ nhanh nhanh gọn thôi. Đây 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 đây, qua đây luôn này. Cái đéo gì đấy, vừa thấy con nào bắn tơ ấy. Thôi, kệ đi kệ đi. Ui đồng lắm, lên 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 ấy, đồng chưa này. Ôi lại Sako 30 cấp, nhưng có một con thôi à, ở đây có một con đấy à. Nhiều piranha kinh khủng luôn. Các bạn nhìn piranha nó trồi lên này. Lên đây. Ấy, nó cứ lên dần dần nó lên. Ủa ôi, nhiều thế. Mẹ, lần này nó còn nhiều hơn lần trước. Ôi à, lần này không có con nào luôn kìa. Ghê gớm vậy. Lần này không có con Sako nào luôn. Có mỗi một con này mà 30 này. Thế để tôi xem nào. Đúng rồi. Thế thì đây đây đây, qua bên đây. Đây. Đây cái chỗ này nhìn giống quen quen. Đây nó là cái sông này mà. Để tôi xem nào, tôi nhớ ở trong đây nó nhiều sông nước lắm mà này. Đây đây đây. Ủa ôi. Mẹ ở dưới này nó cũng đầy. Nó cũng bát ngát piranha luôn đấy các bạn này. Khủng khiếp thật. Thôi, xin các anh. Qua bên đây xem nào. Đây. Cá sấu thì có đấy các bạn, gặp thì gặp đấy. Nhưng mà nó khó ra con đêm mà cao quá đấy. Nó vẫn ra con 30. Mà nó còn mất một con đi chứ cơ. Tôi sẽ cố gắng tìm một con cá sấu ở đấy ok để tôi bắt cho các bạn xem thử là nó có tàng hình gì không đấy các bạn. Tàng hình được thì anh em lên áp dụng nó, bắt nó mà đi giết Titan các bạn ạ. Bắt nó kèm cái ống nhòm, nó đánh con Titan cũng không gọi là yếu đâu, cũng phải 1-2 nghìn máu một lần đấy. Đó, thế nên là mình nếu mà được ấy thì các anh em lên đi bắt nhé các bạn. Thật sự là lên bắt luôn. Bởi vì nó hoạt động được cả buổi sáng lẫn buổi tối mà các bạn. Các ông đeo nó vòng cổ đỏ đỏ mà có đi chạy quanh map cũng được, tha hồ luôn. Nó không yếu đâu. Châu này, HP châu bơi dưới nước này. Tam cũng to này. Mỗi tội là di chuyển hơi ấy tí, hơi ngu đi thôi. Đây, tôi sẽ đi ui dồi ôi. Sao lại thế này? Thôi, xin người, đừng cắn em các anh ơi. Nó đồng thú quá giờ, ngại lấy cái ống nhỏm ra đánh bọn này nó khó chịu mất thời gian. Đây. Ui, có con Sako 45 với con Sako 30 ạ. Rồi các bạn nhìn này, đồng chưa? Rồi các bạn nhìn bên dưới nước, ôi Sako 120. Các bạn nhìn này, ui các bạn nhìn, ui thề với các ông nó đông như kiến. Ôi tôi vẫn còn cầm được cái đuốc này, what the. Đi dưới nước mà vẫn cầm được đuốc đấy các bạn, what the hell. Này nó ùa lên đây này, cứ tràn lên đây, chúng mày cứ tràn lên đây, đấy đồng chưa? Ấy đông như kiến luôn đấy. Các bạn đi xuống nước các bạn cầm đuốc thoải mái nhé, tha hồ nhé, nhưng mà chỉ trong hang thôi. Phê chưa? Ấy cầm đuốc mà đánh sướng. Ủa, nhưng mà vào đấy, vào đấy, vào đấy, đông lắm. Thôi nhưng mà thôi nhé các bạn. Đây rồi các bạn ơi, tôi quay lại rồi đây. Thì gặp con 240 nhé các bạn, đi 2-3 lần thì chỉ được con 240 thôi. Thế này là anh em chịu nhé các bạn. Bây giờ không tìm được con nào level cao, tạm 240 nhé các bạn. Ok, tôi sẽ xuống và tôi chiến luôn này. Ây ôi, sao mày cắn tao? Cắn cái con này này. Ôi, một con 135 này.
Tao xin ít thịt đùi thôi. Cứ cắn con đấy đi cũng được. Mày chết rồi, mày chết rồi. 240 là bắt được rồi, trải nghiệm thôi. Đó, trải nghiệm thôi, trải nghiệm thôi. À, còn một con nữa sao các bạn? Tôi thấy nó vẫn hình trái tim kìa, chứng tỏ một con nữa. Thôi ngủ đi, ngủ đi còn gì nữa. Hình như còn một con nữa bên dưới nước hay sao ấy. Rồi 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 rồi. Ấy à, này 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 này. Ui cái con gì đây? 105 à. Thôi xin người. Rồi ok. Bắn trúng không? Ui trời ơi. Bắn trúng phát đấy. Má tôi bắn trúng một phát luôn. Ấy, chưa được. Đã cho thịt cái này đâu. Rồi ok đấy, ăn đi. Family nhé các bạn. Ấy con này cũng có thịt đùi đấy. Một chém. Đấy, ok chưa. Ui con này đuôi dài đấy. Ui các ông nhìn này. Cảm giác đuôi nó dài nhờ. Từ đây. Các bạn đi này. Ui. Hề giờ tôi biết con Sako trong hang nó khổng lồ nào đấy. Ai không hay là tôi nhìn chưa quen nhỉ. Hề, cảm giác đuôi nó đến tận đây này. Phải nổi game. Khủng khiếp thật. Nó cắn con sói của mình không mất tí máu nào luôn đó. Nói chung là đợt này bắt mấy con này chỉ để trải nghiệm thôi, không có gì đâu các bạn ơi. Tí tôi lên tôi giết Titan đấy các bạn xem. Nhưng mà nó phải không đánh lại cơ. Chứ mà nó đánh lại thì chết. Con cái con Sako này chắc con Titan nó dẫm cho phát là chết chứ các bạn. Chỗ này tôi gì tôi lấy cái anti-fuck luôn này. Ấy chúng mày cứ đi xuống nước đi. Ấy xong rồi. Thuần thôi. Ui giời. Mày làm gì? Đồng thế này. Mày. Chúng mày. Đông này. Đông này. À. Cũng được khối đồ ấy. Cái gì đấy? Chơi ở trên PC ấy thì mấy cái map như kiểu giờ Kenter ấy. Tôi đi vào cái hòn đảo mà thề với các bạn là Giga nó đông chi chít luôn. Phải ít nhất ở cái hòn đảo nó phải ít cũng phải 50 con Giga đấy các bạn. Ít đấy các bạn, nó đông chi chít luôn các bạn. Thề. Chơi game mà đi vào thử cái hòn đảo đấy. Nhưng mà tôi cũng kiểu như là lân chỉ số cho con thú nó cao mà các bạn. Vào đây vẫn trụ được, vẫn chạy nhanh được. Con cái con gì nhỉ? Con cano ấy. 70.000 máu. Ui xồi ôi, nó trâu như con bò luôn. 70.000 máu nhưng mà máu gốc của nó à đâu. Nhưng mà cái máu nó đang có chỉ là tầm 10.000 thôi. Bởi vì là trong đấy nó hồi máu chậm lắm các bạn ạ. Chỉ có mỗi nhân vật nào nó hồi máu nhanh thôi, 30%. Còn mấy con thú ấy, nó hồi máu chậm cực kỳ luôn. Tôi toàn ngồi tôi click để cho nó ăn thịt đấy chứ. Để nó hồi máu nhanh ấy chứ. Còn lưng máu cho nó có toàn nâng đam các thứ cho nó để đi qua cái đảo ăn thịt để chơi. Còn chơi cái map chơi cái map như này này. Đây cái map dài lần này. Ở trên PC ấy thì đi tìm con Giga nó khó. Không hiểu lý do gì luôn. Tôi đi lên mấy cái ngọn núi ấy. Núi Griffin cũng khó cái Griffin cơ các bạn. Không nhìn thấy Griffin luôn. Toàn thấy chim đại bàng mới cả mấy con alo sau rớt thôi. Đó mới cả thêm ui giời. Nói chung là khó kiếm Giga lắm các bạn ạ. Nếu hiểu game. Trong game tôi toàn đánh nhầm, đánh chết nhầm thú rồi các bạn. Đây này, ở trong đây ấn chém này. Đó là nó sẽ cưỡi được người con thú. Còn ở trong PC mà các bạn ấn chém ấy là chết con thú luôn. Đó, ấn đánh là chết con thú luôn. Các bạn ấn E thì nó mới ngồi lên đứng con thú. Chứ mà các bạn ấn chém là chém chết con thú luôn. Mà đặc biệt tôi cũng nhớ biết cách nào để ngủ ở trong PC cơ các bạn. Đêm đấy là cứ hoạt động cả đêm luôn. Có mấy bạn bảo mình thì là không được sống trong rừng đỏ. Nhưng mà mình vào mình sống vẫn bình thường nhé các bạn. Nói chung là cái thằng nhân vật của mình lên vào 100 rồi. Vào rừng đỏ sống rất bình thường luôn. Chế là cái giáo sát phát chọc một phát gần 1.000 máu nhé các bạn. Chọc hơn 1.000 máu một phát. Thốn cực kỳ luôn. Đó, các bạn chỉnh sửa được cái chỉ số mà. Còn ở trong mobile thì nó bế tắc quá các bạn này. Rồi tôi đợi. Tôi đợi nhé các bạn. Nhà tôi cũng có con Sako đúng không? Đây. Đây không có. Tìm đi các bạn. Hay là tôi giết rồi. Đây, ui 401 cửa. Hình như là con đực các bạn ơi. À đâu con cái. Nhớ phải con đực. Bởi vì hôm trước tôi nhớ là
Tôi đi ở bên trong cái tủ nhà mình, tôi thấy quả trứng của con cá sấu thì chắc chắn là quả con cái rồi, nó mới có trứng mà các bạn. Rồi, nói chung là bắt cá sấu về trải nghiệm thử rồi. Cũng đợt này cũng có nhiều chuyện quá công ơi. Nghỉ 3 ngày đã phải đi công ty rồi. Mẹ từ từ công, đợi tôi tí đã. Máy sấy đấy các bạn. Sấy vào cổ để cho nó đỡ ho. Cái đợt đợt đầu tiên mà tôi bị ấy, được. Đợt đầu tiên tôi dính ấy, thề với các bạn là nó ho kinh hồn luôn. Tôi toàn nằm ngửa ra để cho mẹ tôi sấy vào phổi đi thôi. Sấy đúng vào đoạn phổi luôn. Nó ấm phát là nó hết ho luôn, khó ho luôn đấy các bạn. Đó, bị người nó choáng váng rồi 3 ngày đầu tiên, nói chung là ở nhà uống thuốc rồi xông hơi liên tục luôn. Rồi test các kiểu nữa, nhưng mà test đến ngày thứ 5, thứ 6 rồi. Ngày thứ 10 vẫn bị, vẫn hai vạch nhé các bạn. Nói chung là bị lần 2 nó khủng khiếp hơn lần 1 quá đi các bạn. Bị lần 2 nó khủng khiếp hơn lần 1 nhiều. Thế mà cái lần 1 thì tôi bị mất vị giác, còn lần 2 thì mất cả vị giác và thính giác luôn. Lần đầu tiên tôi ở đâu? Cái lần đầu tiên tôi bị mất mỗi thính giác thôi. Tôi ăn tôi vẫn cảm nhận được ngọt nhé các bạn, vẫn ngon. Còn mẹ đéo ngửi đi cái gì hết luôn. Không ngửi đi mùi thơm hết luôn. Nhưng mà ăn vẫn rất là ngọt. Còn cái lần thứ hai này là bị hết cả hai luôn. Lần thứ hai là bị lặng này, bây giờ tôi vẫn còn đang ho này. Lần thứ hai này là tôi bị nghiêm trọng luôn, là bị hậu Covid luôn đấy các bạn. Đó, nguy cơ liệm lắm. Chả biết có ông nào nghĩ là tôi chết rồi không. Kiểu đợt này mình ra video muộn quá ấy các bạn, kiểu đợt này mình không ra video ấy. Thật là kiểu đợt này mấy bạn nghĩ là ủa chết rồi, chắc là ông Giang này ông ấy chết mẹ rồi, chứ mấy ông không ra video tận mấy ngày nay rồi. À đâu 12, 13 ngày nay rồi. Giờ mình cũng thấy thông báo anh sao anh lâu không ra video thế. Thế là tôi mới suy nghĩ lại những cái câu nói này các bạn. Đó, các bạn chờ đợi bao nhiêu lâu thì cuối cùng tôi cũng phải ra video thôi. Để cái sự chờ đợi các bạn nó lại không thành công thì lại không được. Nói chung là vẫn phải ra video nhé các bạn. Kênh của mình thì cũng gọi là kênh chết rồi. Bây giờ làm gì còn ai xem mấy đâu. Tôi đăng lên nếu bây giờ được 1.000 người xem cũng gọi là hạnh phúc rồi. Đó, 1.000 người xem, 1.000 người comment. À đâu, 100 người comment là cũng gọi là hạnh phúc lắm rồi đấy các bạn. Nhưng mà cũng khó lắm. Bây giờ người ta cũng, tôi thấy cũng có mấy bạn làm ARK Mobile rồi đấy. Cũng đầu tư chơi rồi cả hướng dẫn hack các kiểu rồi, hướng dẫn tem thú rồi, bây giờ không cần đến tôi rồi các bạn. Bởi vì tôi đã hướng dẫn những cái thứ gì đấy của tôi rồi, các bạn chỉ chờ cái file game của tôi thôi. Đó, mấy ông chỉ chờ file game rồi vào xem, rồi trải nghiệm, rồi xem thằng Giang này nó làm cái gì trong cái con game ARK này thôi. Chứ các bạn cũng, nói chung là xem thì tôi để ý cái lượt xem ấy, nó nhiều nhưng mà trung bình người xem nó chỉ tầm 15 phút một người thôi. Đấy là cao đấy nhé các bạn, cao lắm đấy. Mới có một cái video thôi, chứ còn đa số toàn có 7 phút, 6 phút. Có người xem 2 phút thì chuồn cơ. Vào lướt lướt xem tí rồi deny cái rồi chuồn. Đó, có gì đâu. Mấy ông xem lịch sự lắm. Nhưng đợt này bệnh quá, không ra được video chứ như ngày xưa ấy. Tôi đi làm về tầm 8 9 giờ ăn cơm xong lên làm video, ngày nào cũng ra một cái cho bạn xem được. Còn đợt này thề với các bạn là nó bệnh thật sự luôn. Nhưng mà không nhìn cảm giác con này nó dài nhỉ. Thế dài thật. Đợt này bệnh quá, tối về 5 rưỡi giờ về cắm mặt vào máy tính chơi đủ các thể loại game luôn. Mai tôi quay một cái clip game trên PC cho các bạn xem, nhưng mà tôi sẽ ít nói lại nhé các bạn. Đó, chơi trên mobile thì tôi sẽ nói, còn chơi trên PC thì tôi sẽ không, ít nói thôi. Cái mic PC thì nó hen cực kỳ luôn. Nó không để gần được ấy, bởi vì nó khó nói thế. Cái mic PC nó hen lắm. Để tận bên dưới nó xa ấy các bạn, thế nên là nghe cái giọng của tôi nó kiểu gì ấy, nó không được êm như ở trên trên điện thoại đâu. Trên điện thoại tôi cài vào áo luôn, nên là tôi nói thoải mái luôn các bạn. Đi đâu nói cảm giác nó cũng to, nó cũng dễ nghe hơn ở trên PC. Nhưng mà đợt này giọng tôi chắc thành con cọp mất luôn. Thề nghe không khác gì thằng ấu dâm nói chuyện luôn. Ồm ồm xồm xồm khủng khiếp thật. Đợt này có mấy bạn, có cái bạn nào bạn ấy tìm ra được cái ạc Facebook của tôi với mới tải ra đấy. Không hiểu sao mấy ông lại dò ra được cái ạc Facebook của tôi vào nhắn tin cho tôi. Có 3-4 người liền. Còn có mấy bạn lên Zalo thì bảo anh chơi Liên Quân hả? Thật ra là mình cũng có chơi Liên Quân nhưng mà mình bỏ lâu lắm rồi như các bạn này. Đây, cái này còn cái lồng của tôi này. Đó, mình có chơi Liên Quân nhưng mà mình bỏ rất là lâu rồi.
có bạn cũng bảo mình làm clip về Liên Quân, giờ quay lại đánh đánh thì nó đánh ngu. Đánh ngu lắm, quay lên công chửi tôi chết. Lâu thế chưa? Ai được rồi, xong rồi các bạn. Ra chơi luôn đi các bạn xem này. Siêu cấp VIP Pro Saco sau rớt level 240 tàng hình cân cả Titan đây này. Thế cho clip này của tôi lên 2k view đi các bạn. 2k view tôi sẽ cố gắng tôi làm 2 ngày một clip cho các bạn xem nhé. Đợt này phải nói chung là phải cung cấp đủ các dịch vụ các kiểu cho các ông xem thì các ông mới chịu, chứ bây giờ 12 13 ngày ra vào cái video thì các bạn thấy bộ thằng này nó lười. Thật sự nếu thế mấy ông toàn bảo ui thằng Giang này nó lười thế, nó làm một cái video mà như kiểu là nó đi bắn nhau ở bên Ukraine ấy. 12 13 ngày nó mới ra được cái video, khổ thật sự. Đó, nhưng mà thôi anh em yên tâm đi, đợt này là sẽ ra được video thôi. Đấy. Bệnh bệnh quá đéo ra được video chứ không. Nói còn khó, nói gì đến làm. Đấy, các bạn cảm nhận là làm một quả video nó dễ thì các bạn cứ làm lên rồi các ông ấy đi. Các bạn làm cũng lắm là tầm 20 15 phút là căng. Chứ tôi làm toàn 15 20 phút thôi, cái thói quen rồi. Ít là 15 20 phút đấy các bạn, còn đâu là toàn 40 50 phút thôi. Các bạn hiểu cảm giác bị bệnh mà phải nói liên tục với ông khổ, cảm giác nó khổ là không. Đây, đây Saco đây. Ui đúng lúc tối rồi này. Ô, tôi được 1.500 XP đấy. Ui. Ui. Mẹ nó, bị cái đéo gì này. Nó tự nhiên khó thở thế. Từ từ nhá. Stop lại, rồi. Một con nó bị Ingoria cái đéo gì không biết á. Rồi nói chung là tôi sẽ đi về nhà để đi ngủ á, sáng mai tôi sẽ ấy luôn, chơi luôn. Thề các bạn, tự nhiên nó đau đầu nó khó thở. Bị cái bệnh này các bạn biết 3 ngày rồi, đầu óc vẫn choáng váng, mệt mỏi mà vẫn phải đi làm chứ các bạn. Đợt này tôi mà nghỉ, nếu mà tôi nghỉ nó trừ hết bữa công tôi luôn. Đi làm lương chắc được 1 triệu. Đó, 1 triệu tiền sản phẩm ấy, đéo được tiền công đâu. Thế nên là bắt buộc thôi, sợ quá thôi phải đi làm thôi. Đó, đi làm là kiếm tiền. Đã bị Covid thế này ở nhà không làm được cái gì rồi thì cố đi làm để kiếm thêm tiền đi các bạn. Chả biết có sống đến năm 2025 không đây. Tôi chỉ mong ước sống đến cái lúc đấy thì cưới vợ thôi. Chứ còn cái tầm này, tầm tuổi này thì cứ phải trải nghiệm hết mình nhá. Trải nghiệm hết mình nhưng mà vẫn phải sợ chết. Không phải hiểu, giờ vẫn sợ chết lắm. Không còn gì để mất nữa nhưng mà vẫn sợ chết. Ước mơ còn rất là nhiều. Các bạn phải hiểu là bây giờ ước mơ vẫn còn rất là nhiều. Nên là vẫn quên ra đây Spylo 620 Saco 401. Con Saco của tôi đâu đây? Tưởng hiệu rồi. Thề ngày xưa nếu hiểu tôi chơi game kiểu gì bắt mấy con thú xong rồi chả tìm thấy nó đâu cơ. Bởi vì đầu hồi đấy không biết truy quét mà các bạn. Xác định là bắt thú xong để im tại chỗ luôn, chứ không mang được về nhà đâu. Bắt thú ở xa như kiểu núi tuyết để im tại chỗ xong rồi đóng cái giường ở đấy để còn biết vị trí của nó. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi anh em, tôi sẽ đi ngoài. Rồi anh em hãy xem đây. Siêu Saco tàng hình. Cắn thoải mái luôn. Nhưng mà đéo biết có tàng hình gì không đây. Cái mẹ chắc là nếu mà nó tàng hình được ấy thì phê anh em lên bắt. Đâu rồi? Ủa cái con Saco cũ thì tôi đi đâu ấy nhỉ? Nó ở bên đây rồi này. Đây. Đâu rồi? Đây. Đây. Ôi ồ, công nhận nó dài thật đấy. Cái yên con này nó không có ấy. Không có giáp. Đây rồi. Đâu? Ủa con Saco kia đâu? Tôi vừa mới thấy nó request qua đây mà giờ. Spino. À con Spino này của nhà mình lớn rồi này. Nó lớn trước con Theri. À Theri cũng lớn rồi này. Wayfair. Còn con Saco đi đâu mất đấy? À
nói chung là đây đây đây, xa cô đây, xa cô đây. Từ từ nhé các bạn, 322 đây. Từ từ lên được con này cưỡi cho nó tí, như nó có request đâu không? Vừa mới thấy cái tên của nó mà nhỉ. Đây đây, được rồi anh em ơi. Hai em này đã lớn. Con này cũng là F1 rồi này. Đây còn thề đi cũ này tôi đâu. Thề đi cũ đây. Bây giờ đống này, cái đám thú cũ ấy thì con thề đi cũ cân nặng hiện tại của nó là 964 cân mà tôi tăng rất là nhiều đấy các bạn. Lần nào nó lên cấp tôi cũng tăng cấp rồi đó. Còn cái con này thì sao? Con này cân nặng nó là 1K1 rồi. Ui nó phê. Nó phê thật sự. Ủa sao nó yếu máu này? Không có cái gì ăn nó thế à? Đây đây đây, có cái ăn ngay. Không có cái gì ăn thì nhìn nó thế thật các bạn ơi. Đây đây đây, có cái ăn rồi. Thế nên Spylo nữa. Để tôi xem chỉ số cho nào. À đây, Sako đây rồi. Vị chúa tể. Từ từ bỏ cái con kia đi. Cũng gọi là bỏ cũng được. Đây đây đây, em mượn cái vòng cổ đó em đi em trải nghiệm tí nào. Ai mẹ thế. Nói chuyện nó khó thở. Đây 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 đây. Các bạn có cái map này của mình, các bạn cứ phá thoải mái nhá. Vào giết thú các kiểu, giết mấy con thú cũ đi được. Anh em để lại mỗi thú F1 thôi, chứ thú cũ tôi để lại cùng lắm rồi cho đông đông thôi. Ui tàng hình. Tàng hình. Oh shit, tàng hình. Ấy nó có biết từ đâu. Nó có biết từ đâu. Tàng hình nhé các bạn. Đây đây, tôi ra đây tôi thử con Raptor xem là nó cắn mình không. Mày cắn nào đi. Mày ra đây. Này cắn này. Ấy không biết gì đâu. Ấy không biết gì đâu. Các bạn thấy không? Tàng hình nhé các bạn. Mày động vào tao. Nó đánh nhầm nữa chứ nó không đánh được mình đâu. Đấy. Nó có làm gì mình đâu. Chết. Bây giờ con này sao khó cắn thế nhỉ? Nói chung là Sako ở trong hang thì nó tàng hình như các bạn. Đấy. Ui không biết gì luôn này. What the? Đi đâu đấy? Sao nó yếu thế? Nó không cắn mình đâu nhé các bạn. Nói chung là các anh em up level cho con Sako ấy. Hoặc là các bạn nhân giống nó lên. Không biết nhân giống nó lên nó có tàng hình hay không cơ. Đây để tôi đi thử vào bên trong rừng thì tôi các bạn xem nó con nào cắn. Đây con này đi. Đấy đấy đấy, đấy. Cắn nó phát này. Ui. Ôi không cắn đây. Ui cắn yếu lắm các bạn, cắn được có 180 máu rồi. Skill xem nào. Ui 470. Thế đéo biết, đéo biết gì. Bây giờ là cắn con này các bạn ơi. Skill. Chết mày. Chết mày. Bọn này nó sẽ không cắn mình đâu. Uy tín đấy. Được. Mày chết rồi. Ôi lấy con này đi săn mấy con. À không, đéo săn từ đâu. Mình đánh mà các bạn. Lấy con này đi đi vào hang cũng gọi là được này. Vào Mazeti được ấy các bạn. Hình như là người đó thế này cũng đi được. Tôi xem mà tôi đứng bằng nó không. Ui đéo, hình như đéo được đâu các bạn này. Vào Mazeti nếu mà được thì ôi phê game. Nói chung là end game luôn. Nếu mà vào được Hanzeti đây đấy, tôi lên tôi cắn thì con này các bạn xem này. Đấy, có chạy đâu đấy thì chưa. Như không biết gì luôn. Như chưa từng bị cắn. Phê chưa. Cắn có ống nhòm. Cắn có ống nhòm sao con này nó cũng yếu yếu rồi gì nhỉ. À chưa ấn cắn. Tôi chưa ấn nút đánh ấy thì nó không có tác dụng. Đây cắn ống nhòm thế nào. Được hơn 1.000 máu phát. Nói chung là cũng gọi là ổn. Bắt được nhé các bạn nên bắt nhá. Lên bắt con cao ấy, chứ cái con thấp này thì nó không có tác dụng bịa gì hết cả. Nó còn chưa lên được một cấp kìa, đéo hiểu. Úp ở trong chế độ Bruta nó thế mà, còn các bạn chơi chế độ hát ấy thì nó uy tín hơn. Khuyên anh em là lên bắt con này về để tàng hình. Vì tín đấy, được. Duyệt. Để tôi đi tìm con Titan xem nào. Đéo biết Titan nó có nằm ở trong đoạn rừng này không. Nó không cắn đâu, không con nào dám đánh các bạn đâu, các bạn cứ bơi thoải mái thôi. Đấy, các bạn đi, các bạn cắn nhẹ bọn nó không bao bọn nó đuổi các bạn. Phê chưa. Đấy, hoạt động được cả buổi sáng đến buổi tối nhé. Còn ở trong hang
Trong hang ấy giờ tôi chả biết còn con gì tôi bắt được không cơ. Cho tàng hình. Để mình xem là nhớ bình thường hang thỉnh thoảng hay gặp mấy con titan nó đi lại lang thang đây này. Ở trụ xanh lúc tôi thỉnh thoảng tôi gặp. Ôi, đấy, tôi tưởng nó chạy cơ. Không chạy đâu. Tuyệt vời. Các bạn không bị cắn nhé các bạn. Các bạn ngồi trên con này nó sẽ không bị cắn đấy nhé các bạn. Đây, để mình đi qua trụ xanh cho các bạn xem khả năng của em này. Nhìn thế này. Đánh nha. Biết gì đâu. Biết gì đâu. Lưng đam lên. Ui, được có 20% đam á. Nói chung là cái loại này thì các bạn phải bắt cái con nào 300 cấp trở lên. Chứ bây giờ cái con này mới có 333 các bạn ơi. Nó còn yếu hơn ở bên chế độ hát đấy. Bruta méo này mà thú yếu thế. Mấy con Cabo này. Mấy con Cabo này, cắn đi. Mấy con này là kẻ thù của tôi này, kẻ thù số 1. Kẻ thù số 1. Cắn đi, chúng mày cắn tao đi này. Chúng mày cắn đi. Cắn đi. Đây là con này trâu này. Mày trâu đấy à mày. Ui rồi. Nó có làm gì được mình nữa các bạn. Nói chung con cá sấu này nó khó cắn đấy các bạn này. Chết. Ôi hình như cái ống nhỏ không có tác dụng nữa rồi sao nhỉ. Mình nghĩ tấn công nó không có ấy mấy. Nó không có lực mấy các bạn này. Nó thấy cái xác chết là nó ra đây. Nó cắn này. Nó cắn này. Đây đây đây, đây. Ông này tôi xem lại xem cái ống nhòm cho nó kiểu không có tác dụng đấy. Vẫn có các bạn này. Vẫn còn tác dụng. Nhưng mà nó kiểu hoài nó có biết gì đâu. Đấy, nó có biết cái gì đâu các bạn. Không biết một cái gì. Ủa rồi. Nó không biết một cái gì hết luôn. Bọn này nó ngu thế đấy. Ok thì kết kết thúc là cái con cá sấu này ấy, nó vẫn tàng hình như các bạn giờ bắt thú trong hang nó vẫn gọi là thú tàng hình thôi chứ nó không ấy đâu, nó không bị tấn công đâu, anh em cứ bắt nó mà trải nghiệm luôn, không con nào dám cắn này các bạn đâu, anh em cứ yên tâm thôi mà chơi. Con Sanko này thì mình bắt nó level hơi thấp nhưng mà anh em úp các bạn cố gắng bắt con nào level cao thì chơi vẫn ok, nó reset được level mà. Còn Titan đâu. Nói chung là ở trong trong hang nó reset level. Thế là các bạn vẫn bắt các bạn chơi được. Còn nếu mà nó đéo reset level thì các ông chỉ có thoát game ra vào lại đi xem các kiểu. Đó. Titan đâu? Ủa lần trước tôi gặp ở đây mà nhỉ? Các bạn có nhớ cái video nhớ cái video trước không? Mình đi mình gặp mà nhỉ? Giờ đéo thấy đâu luôn này. Rồi rồi rồi. Mắt tôi bắt đầu mờ mờ rồi, bắt đầu không thở rồi đấy. Tắc miệng bên mũi rồi. Khó thở này. Đầu óc chân tay nó mệt mỏi lắm. Chuyện hiểu đi làm từ sáng đến 7 giờ tối mệt mỏi nào không? Các bạn học thôi các bạn cũng đã phải hiểu đấy. Ôi, mày cắn tao đi à? Mày định cắn tao đi à? Nhờn. Các bạn hiểu cảm giác các bạn đi học cả ngày xem. Nó sẽ giống tôi ấy, nhưng mà đi làm sẽ khổ hơn. Ủa rồi, nó cắn mình. Đây, đánh con Kalo lên đây đây vào đây. Ui, Kalo trâu ấy. Ôi, chúng mày đừng đánh nhau nữa. Ui, chết luôn. Mấy cấp đây? Được một cấp. Con này bao nhiêu cấp? 270 à? Ê, 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 ê. Mày đánh tao đi. À, ấn nhấp một phát thôi. Đấy, ấn nhấp một phát, nhấp nhẹ phát thôi, nó sẽ tính đam. Đấy nó sẽ tính đam đó nhấp nhẹ thôi chứ con Sako này cái chiêu đánh của nó không giống mấy con kia đó, nó tấn công phát là sát thương nó sẽ đánh luôn, nó sẽ dồn luôn chứ nó không như mấy con kia sát thương dồn trong cái cú đớp của nó cơ mà các bạn, nếu mà ví dụ nó đớp này đó tầm 1 giây thì cả cái một cái giây đấy là nó sẽ tổng ra hết sát thương luôn, còn con này cắn nó phát ấn cắn phát là sát thương đã lên nhẹ rồi. Ấn cắn phát là sát thương nó đã chuyển một người con thú khác rồi, nó không dồn như của mấy con kia cắn mà công giữ ông nhòm lâu ấy, nó dồn phát được gần 10.000 máu, nói chung là không thấy Titan đâu luôn, nhưng mà đánh nó sẽ không đánh lại đâu, anh em yên tâm, thú tàng hình mà trước tôi có trải nghiệm rồi, có thử rồi đấy các bạn, nhưng mà con Gigan thì mình không biết, con Gigan nó đớp đấy, trong 20 cấp,
Như con Giga thì tôi nghĩ là nó sẽ đớp đấy. Còn con này thì mình chịu thôi. Còn con Titan thì mình cắn rồi, không 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 lấy lại đâu. Nó chỉ giận với không phát thôi. Rồi nói chung là để tôi ui đây có con nữa này. Bọn Spylo này ở bên trong đâu nhỉ? Bên trong PC nó đi nó kiểu chậm chạp cực kỳ luôn các bạn. Ở bên mobile thì nhìn nó nhanh nhẹn đấy thôi, chứ còn ở bên PC ấy nó chậm chạp cực kỳ, nó đi như con gấu rừng ấy. Chết, đó, nhấp một phát là chết mà. Dễ không ấy. Game giờ nó easy rồi, có con cá sấu đấy các bạn. À đây đây. Không vào rừng đỏ farm thì thôi. Rồi, mày chết chưa? Mày chết chưa? Chết. Ấy, về chưa? Vãi phê. Nếu mà fit cái lỗ ông nhòm này thì nó hơi khó chơi đấy các bạn. Tao đây này, 300 máu. Tao đây này. Đấy, vì đi nhựa. Mấy cái con này, mấy cái con vớ vẩn này. Ghê gớm chưa? Con sợ có cái con Pronto nhá. Nói chung là lập trình thú thì nó cũng như thế thôi. Mấy con Titan, mấy con Gigan chắc tôi nghĩ nó không cắn đâu. Các bạn cứ bắt rồi các bạn thử. 1.700, 1.100, 200 máu. Rồi chết. Rồi mấy con này không lên được XP luôn này. Ui, con này 5.000 máu. 5.000 máu. 5.000 máu. 2.000. Rồi chết. Không lên được XP luôn các bạn này. Vãi cả game. Mấy con này nó không đánh đâu đấy các bạn thấy không? Wow, tuyệt vời. Thiệt là wow. Rồi. À, đánh bờ đôn tô nó không có cái tác dụng gì luôn đấy. Drop ở đâu đó được rồi. Có còn tí đất trắng nhỉ, ở bên đâu nhỉ, ở PC ấy không chỉ có tí đất mấy cả mấy cái con cano mấy cả raptor đó là alpha đâu, mà cả cá mập cũng là alpha đấy các bạn. Mấy game thỉnh thoảng mình bơi qua sông toàn bị cá mập alpha nó giết thôi. Ui con tí đấy nó cắn con raptor, tưởng cùng đồng bọn chứ. Raptor ông quay lại cắn cả tí đấy luôn. Mày đừng có cắn tao được không, mày đừng có cắn tao được không. Đấy raptor đấy, raptor cắn cả tí đấy luôn. Tôi cũng nhìn thấy con Juti rồi, con Juti nó kiểu nó khổng lồ hơn con tí đấy thôi. À nó như nhau, hai con ấy nó như nhau. Mày ở đâu mất rồi. Nó cái con Juti ấy nó to cũng chỉ ngang ngang con T-Rex tí thôi, to hơn một tí thôi. Nó điều khiển với con Kalo đi cắn những con khác. Trên người những cái con Kalo lúc cái vòng màu đỏ đỏ nó hiện lên ấy, là bị con Juti nó điều khiển. Nhưng mà nhìn nó kiểu Sida kiểu méo gì ấy. Juti nó kiểu cảm giác nó Sida lắm. Tôi tưởng nó gồng lên nó gầm lên nó khống chế cơ. Ôi, đấy con đấy này. Mày chết rồi, mày chết rồi con ạ. Mày chết rồi. Con này level cao đấy. Ui rồi ôi 75 level mà HP 5k vãi đái thật. Đó, nói chung là clip của mình cũng chỉ đến đây thôi nhé các bạn. Đó, nếu mà em thấy nó hay thì nhớ nút like đăng ký để ủng hộ mình nhé. Cố để cho video này 2k sub để cái tập sau mình sẽ cố gắng mình làm một clip thật sớm để mà chia sẻ cái file game này nhé các bạn. Đó, anh em nếu mà ai thích file game này của mình thì ui à vẫn tắt được. Nếu mà ai thích cái file game này của tôi ấy, thì vào Zalo thôi. Bạn nào không biết thì có thể hỏi. Hỏi mình trong vòng bình luận mình sẽ trả lời cái Zalo của mình nhé. À mà các bạn đa số rồi các ông đều biết hết cái Zalo tôi là cái Zalo gì rồi. Đó. Của mình sẽ để số điện thoại trong phần bình trong phần mô tả ấy. Các bạn vào đấy các bạn xem. Đó, rồi vào kết bạn nhắn tin. Các bạn phải gửi Gmail mật khẩu nhé. Cái Gmail nào mà các bạn không dùng ấy. Chứ mà các ông Gmail chính thì Gmail YouTube rồi thì vỡ vào vẫn đi mất tích gì rồi thì lại các ông lại chửi tôi chết. Mình ấy trong Gmail là mình xóa đi luôn. Chứ không thì nó lại nhận diện nó kiểu nó thu mấy cái hình ảnh của máy tôi về cái Gmail các ông vào phần hình ảnh các ông xem bị chết dở. Đó. Trong phần ảnh của mình có nhiều thứ quan trọng lắm, thế nên là mình có Gmail phát công là tôi vào tôi xem game cho là tôi xóa đi luôn. Chứ tôi không có để làm gì đâu. Anh em yên tâm nhé.
Rồi, chào anh em. Đây rồi anh em ơi. Đang định kết thúc video thì tôi chợt nhận ra là tôi để một con cá sấu 420 cấp ở trong cái chuồng nhà tôi. Tôi không biết nữa các bạn. Đó. Để tôi bắt nó ra nhé các bạn. Đó, cho anh em xem luôn. Chứ đấy là tôi chuẩn bị thôi, chuẩn bị lúc đầu ấy, định quay clip bắt cho các bạn xem luôn, nhưng mà cuối video tôi mới chợt nghĩ đến cái con cá sấu đấy. Đây 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 đây. Ôi trời ơi, thôi mày thò mõm mà đấy làm gì? Nó cắn được gần chết chưa? Đây. Đây này. Đây, hello cưng. Mày cũng là family lốt. Đợt này mấy cái con thú ở dưới nước toàn family đấy các bạn ạ. Như kiểu cái con Spylo ấy, nó cũng là family. Ôi đâu, con này còn có 1.900 máu nè. Mày đâu rồi, mày đâu rồi? Danh con này, trốn đấy. À chắc lấy bị con nào nhà tôi nó đớp cho phát rồi. Cái trường hợp này tôi nhìn tôi biết ngay mà đấy. Mày kiểu gì chả vừa lấy bị con gì tôi nó đớp cho phát. Đây đây đây. Ngủ chưa? Ngủ đi còn chần chờ gì nữa. Ừ, con này đỏ này đẹp phết, nhưng mà con này nghiêng về phần cân nặng. Mày đâu rồi? Ôi ơi ơi. Tiên sư mày. Đâu, chạy rồi, chạy rồi. Ngủ đấy. Ấy, ngủ rồi, ngủ rồi. Sợ thật sự, đang tôi đang tưởng nó ra nó cắn thôi cơ. Rồi, đây ạt đi. 38 miếng nghĩ đéo đủ đâu. Xem mà con này có thịt không. Ôi không có thịt. Thịt đâu, thịt đâu, thịt đâu. 38. Đây. Đâu rồi, đâu rồi, bao nhiêu phần trăm rồi? À được ấy. Còn đợt 22 miếng rồi thừa. 625 level. Ô phê. Để lúc nào tôi đi, tôi cố gắng tôi tìm một cái con một con Sako là 450 cấp ở bên trong hang để tôi phối giống với con bên ngoài tự nhiên xem nó có tàng hình không nhé các bạn. Nó gọi là thử trải nghiệm thôi. Đấy. 620. 625, em này là 700 RAM. Đó, 160% speed. Ok đấy, đẹp.